Xin chào tất cả các khán thính giả đang nghe đài. Và chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình trò chuyện cùng Trung Kiên. Chào tất cả anh em. Thì ở buổi trước tôi đã chia sẻ cho anh em về landing page là gì, làm thế nào để có một cái landing page hiệu quả. Cách làm content của pre-landing page và landing page cũng như là cách làm content ad. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một thứ mà anh em sẽ phải làm thì mới biết được như thế nào là hiệu quả. Đó chính là bộ chỉ số để đánh giá cả một cái campaign của các anh em để biết được đâu là chỗ mà đang cần phải tối ưu, đâu là chỗ đã tốt rồi và tại sao campaign của mình lại đang không hiệu quả như vậy. Thì anh em có muốn tối ưu được thì anh em phải biết được là chỗ nào đang lỗi, chỗ nào đang yếu thì mới tối ưu được. Chứ nếu mà chỉ chia sẻ cho anh em về cách tối ưu nhưng không chia sẻ cho anh em về cách làm thế nào để tìm ra cái chỗ yếu đó để tối ưu thì đúng là lỗi của tôi. Và tất nhiên hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về các chỉ số đó để anh em có thể nắm chắc được cái campaign của mình nó là đang win hay là lose. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu. Để có thể diễn tả được các cái chỉ số cần thiết thì hôm nay tôi sẽ xin phép trình bày anh em khả năng hội họa của mình. Đó, hôm nay tôi xin phép vẽ một bức tranh trừu tượng gồm 3 cái cột. Ok, nếu mà anh em nào đã từng tham khảo về khóa training tạo thu nhập tại nhà với CPO bằng free traffic và paid traffic thì chắc đã quá quá quen với ba cái cột huyền thoại rồi. Thì ba cái cột này đại diện cho ba bước mà khách hàng đi qua. Đầu tiên user đi qua, đầu tiên là quảng cáo ad hay gọi là creative, thứ hai là branding và cuối cùng là landing, nơi người ta sẽ để lại form đặt hàng. Rồi, vậy thì một cái campaign nó sẽ bao gồm 3 bước như này. Vậy thì chúng ta sẽ phải có bộ chỉ số của từng bước mà user đi qua để anh em có thể đánh giá được là làm thế nào để biết được chỗ nào đang yếu. Ok, đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào để biết được là cái campaign của mình đang có tốt hay không thì mới đi tìm nguyên nhân. Chứ nếu mà anh em thấy chạy vẫn ra đơn, ok, vẫn có thể có lãi nhỏ, nhưng chưa chắc cái campaign đó của anh em đã làm cái campaign win. Khi mà anh em scale lên ấy, thì nó chắc chắn là sẽ có tồn tại rất nhiều rủi ro nếu mà từng cái bước ở trong cái flow này của khách hàng đi qua mà nó gặp vấn đề thì chắc chắn là khi scale lên nó sẽ giống như một quả bóng bay vậy. Khi thổi lên thì đến mức nào đó nó sẽ bị vỡ ra nếu mà quả bóng bay nó bị xì, nó bị thủng. Rồi, vậy thì để đánh giá được cả campaign này thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số gọi là CPL. CPL, dù là bạn chạy bất cứ một cái mô hình quảng cáo nào thì cái bước này đi qua hay là không, hay là bỏ cả branding thì đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ phải có một cái chỉ số để đánh giá cả toàn bộ campaign này, hay chính xác hơn là đánh giá được một khách hàng của các bạn đang phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Đó. Ví dụ như các bạn chạy Facebook hay các bạn chạy Merzit hay các bạn chạy Zalo thì các bạn cũng đều phải có một cái nhìn tổng quan về việc là mình đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho khách hàng này và bao nhiêu trong số khách hàng đó trở thành khách hàng trở thành cái khách hàng tiềm năng, và bao nhiêu trong số khách hàng tiềm năng đó thì trở thành người mua hàng của các bạn và đem lại doanh thu cho các bạn. Thì có một cái chỉ số để đánh giá được là bạn đang phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho một khách hàng, đó là chỉ số CPL hay gọi là cost per lead. Cost per lead. Đó. Thì cái chỉ số này nó được tính bằng công thức là số chi phí cost chia cho data, số data. Đó. Ví dụ các bạn bỏ ra chi phí là 300.000, các bạn thu được 3 lead từ Facebook Ads
hay từ bất cứ một quảng cáo đi, các bạn có được 3 data khách hàng, thì vị chi là mỗi một data đó các bạn sẽ có con số là 100.000. À nhầm, các bạn sẽ phải đã phải bỏ ra là 100.000 trung bình. Đó, đấy là cái công thức tính của CPL. Tất nhiên là một vài nền tảng thì đã có hỗ trợ cho việc là report luôn cái CPL này nó bằng bao nhiêu rồi. Ví dụ như là Facebook có Pixel Tracking, hay là Google thì cũng có Google Conversion, chuyển đổi của Conversion, à nhầm, chuyển đổi của Google, chạy chuyển đổi của Google. Thì bản thân hệ thống đó sẽ đánh giá luôn cho các bạn biết là các bạn đang phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho một người khách hàng để lại thông tin. Đó. Lấy đơn cử như Facebook chẳng hạn, thì khi các bạn cài đặt Pixel Tracking ở trên trang của Adflex, đây, ví dụ như các bạn tạo ra, các bạn có một cái offer các bạn lấy, sau đó các bạn là điền Pixel ID vào đây và đem chạy quảng cáo, thì khi mà khách hàng ấn vào nút đặt hàng ở đây đó, thì thông số sẽ được bán trả về đây và Facebook sẽ tự động chia cho các bạn biết là các bạn đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể có được một chi phí khách hàng đó. Mà Facebook thì lại tính tiền ở trên CPM. Chính vì vậy mà khi mà các bạn tiêu tiền rồi, các bạn hiển thị rồi mà có một lượt data về, hay là cái số tiền bỏ ra với data gần nhất, thì đó chính là cái số tiền mà các bạn sẽ phải đã phải chi ra. Đây tôi lấy ví dụ như này cho hơn này. Các bạn chạy từ 0 cho đến một data thì là 50.000. Các bạn bỏ ra chi phí 50.000 có một đơn hàng đầu tiên, thì con số đó là 50.000 cho data đầu tiên. Tuy nhiên các bạn sẽ phải chạy thêm 100.000 cho data thứ hai. Thì lúc đó Facebook sẽ tính là 100.000 cộng với 50.000 chia hai data ra, thì trung bình là các bạn đã phải bỏ ra 75.000 cho một đơn hàng. Đó, chứ không phải là đơn hàng đầu tiên là 50.000, sau Facebook lại tính tiếp đơn hàng thứ hai là 100.000. Như thế thì rất khó, Facebook sẽ luôn chia trung bình, và Google Ads cũng vậy, và tôi tin chắc là rất nhiều network cũng áp dụng cách này để có thể tính toán xem là cái chi phí trung bình các bạn bỏ ra cho một khách hàng là bao nhiêu. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn xem xong thấy CPL cao kinh khủng khiếp, ví dụ như kiểu 100.000, 150.000 hoặc 200.000 một lead, thì các bạn sẽ tự hỏi rằng là không phải, bây giờ cái quy trình của mình không biết là nó đang gặp vấn đề ở đâu mà tại sao lead nó cao như vậy. Vậy thì các bạn sẽ dò lại đúng như những gì mà hôm nay tôi chia sẻ. Đầu tiên là các bạn sẽ check lại ad của các bạn. Rồi, ở trong ad thì nó sẽ có một cái chỉ số gọi là CTR. Đó, bất cứ một nền tảng nào thì cũng có cái chỉ số này thôi. Vì chỉ số này là đại diện cho cái việc là bao nhiêu người click vào cái quảng cáo của các bạn. Đó, thì viết nó là viết tắt của click through rate. Đó, thì nó được tính bằng công thức là click chia cho impression. Thì số lượng click chia cho số lượng impression, giải thích để cho dễ hiểu, đấy là CTR là số lượng click chia cho số lượng impression. Vậy thì người ta click khi nào? Khi mà họ cảm thấy quảng cáo của các bạn thú vị, quảng cáo của các bạn hấp dẫn thì người ta mới click vào, đúng không? Chứ còn bình thường nếu mà người ta không cảm thấy hấp dẫn thì người ta click vào làm gì? Ít nhất là người ta phải cảm thấy hấp dẫn, người ta cảm thấy tò mò, người ta click vào thì mới được tính là một click vào. Đó. Bây giờ các bạn có hai mẫu quảng cáo, các bạn chạy thì các bạn so sánh là ok, CPC cái này cao hơn, cái này điểm cao hơn, nhưng mà những cái như kiểu là CPC hay là điểm ấy, nó chưa thể đánh giá chính xác được cái mẫu quảng cáo của bạn có hiệu quả hay không, thì có một cái chỉ số đánh giá chính xác hơn là CTR. Thì ví dụ như một cái mẫu quảng cáo của bạn cùng là 1.000 lượt hiển thị, nhưng mà mẫu quảng cáo thứ nhất các bạn có 100 người click vào và mẫu quảng cáo thứ hai có 200 người click vào, mặc dù mẫu quảng cáo của thứ hai của bạn là ít điểm hơn mẫu quảng cáo thứ nhất, thì nhưng mà cái sự thu hút của cái mẫu quảng cáo thứ hai nó đang được thể hiện qua chỉ số CR là nó hấp dẫn hơn so với mẫu quảng cáo thứ nhất. Đó, thì đó mới là cái chỉ số đánh giá trực tiếp được cái hiệu quả quảng cáo của các bạn đang có tốt hay không. Vì bản chất là cái điểm liên quan ấy nó còn phụ thuộc rất nhiều thứ. Khi mà các bạn có một cái chỉ số CTR cao ấy, thì đại đa số trong các trường hợp thì các cái chỉ số khác nó cũng sẽ lên theo, ví dụ như là điểm liên quan nó cũng sẽ cao hơn này, cái giá CPC nó cũng rẻ hơn rồi. Thì tất nhiên rồi, vì các bạn có nhiều click hơn mà. Các bạn cùng 1.000 lượt hiển thị cùng một giá tiền bỏ ra mà các bạn có nhiều click hơn thì chắc chắn là CPC của các bạn sẽ rẻ hơn. Đây là cái hệ quả thôi. Đó. Rồi. Đấy là cái CTR, đấy là cái thứ đầu tiên mà chúng ta nhìn vào.
vì khi mà cái CPL cao ấy, các bạn check lại CTR thấy có 1% hay 2% thì đó là cái thể hiện được rằng cái mẫu quảng cáo của các bạn đang rất là tệ khi mà không có ai click vào cả. Và tất nhiên rồi, khi mà số người click vào quảng cáo ít đó, thì chắc chắn là số người đi được đến landing nó cũng càng ít, nó càng ít hơn, vì chưa kể là đi qua các bước nó còn rụng đi nữa. Thì khi mà bạn bỏ tiền ra như vậy thì chắc chắn là nó sẽ chi phí nó sẽ phải cao hơn rất nhiều để có thể đưa một người đến được với cả cái trang landing. Cái chỉ số thứ hai mà tôi muốn chia sẻ ở đây đấy là cái giá quảng cáo khi mà các bạn chạy trên cái nền tảng network. Ví dụ nha, tôi sẽ lấy ví dụ như là Facebook đi, thì nó là CPM, hay một vài các network khác cũng là dạng tính tiền theo CPM. Thì các bạn sẽ phải check xem là cái CPM lúc đó, hay chính xác hơn ở đây ý tôi muốn nói đấy là cái giá mà các bạn mua quảng cáo lúc đó, ví dụ như là Google thì là CPC chẳng hạn, nếu mà các bạn để bid tự động thì các bạn xem là cái giá mình phải bỏ ra CPM hoặc CPC. Đấy. Thì trong trường hợp này là CPC ở Google nhá. Để tôi viết rõ ra như này. CPM với Facebook đi. MZ. Đó. Với các network mà tính tiền theo CPM. CPC tính tiền ở AdWords hay là Zalo. Network mà tính tiền cho CPC, thì các bạn phải xem là cái giá mà mình bỏ ra để mua chi phí quảng cáo có đang cao không. Chi phí quảng cáo, ví dụ như các bạn có CTR rất là tốt, tuy nhiên là cái thời điểm mà các bạn chạy ấy, thì lại rất nhiều nhà quảng cáo đang chạy, thì cái giá quảng cáo nó cao lên, dẫn đến việc là các bạn sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn ra hơn để mua cùng một lượng traffic vào, thì tất nhiên rồi cái CPL của các bạn sẽ cao lên. Đấy là hai cái chỉ số để đánh giá được cái quảng cáo của các bạn. Ngoài ra thì mỗi nền tảng hệ thống thì nó sẽ có một vài chỉ số riêng, nhưng một vài chỉ số riêng để đánh giá cụ thể hơn nữa. Tuy nhiên là đây là hai cái chỉ số quan trọng mà các bạn luôn phải check để xem là cái quảng cáo hay là cái giá mà mình bỏ ra nó có đang đúng là với cái chi phí mình bỏ ra hay không. Đây là hai cái chỉ số quan trọng nhất khi mà đánh giá. Rồi, khi mà kiểm tra xong thấy CTR cao, chi phí quảng cáo rẻ, vậy thì chứng tỏ vấn đề quảng cáo không phải vấn đề không phải là nằm ở quảng cáo của mình, quảng cáo của mình đang hiệu quả, thì chúng ta sẽ check tiếp đến cái thứ hai, đấy là branding. Branding là nơi mà chuyển hóa khách hàng từ có nhu cầu sang không có nhu cầu, và ở đây là cái nơi mà tỷ lệ rời rụng là nhiều nhất. Đó, chính vì thế mà chúng ta sẽ phải tính toán xem là cái tỷ lệ chuyển đổi từ pre sang landing là bao nhiêu. Chúng ta sẽ có một chỉ số CVR. CVR thì là viết tắt của conversion rate. Đó, thì đây là cái tên gọi chung của cái chỉ số này, nhưng mà cái chuyển đổi, cái tỷ lệ chuyển đổi ở đây nó là cái gì thì chúng ta còn phải phụ thuộc vào là chúng ta đang đánh giá ở trên cái nào. Ví dụ như ở trên branding sang landing chúng ta cũng có CVR, ở trên landing chúng ta cũng có CVR, thậm chí là cái mà các bạn nhìn thấy ở đây, ví dụ như là đây tôi mở báo cáo. Các bạn thấy có cái đây, tỷ lệ chốt cũng là có thể gọi là CVR, nhưng mà nó là CVR success, một cái là CVR chuyển đổi từ pre sang landing, một cái là CVR chuyển đổi từ click. Đây CVR này thì nó chuyển đổi từ click hay là user sang thành data khách hàng, thành khách hàng tiềm năng. Một cái là tỷ lệ chốt ở đây cũng là CVR, có thể gọi là CVR khi mà từ khách hàng tiềm năng chuyển thành người mua hàng. Đó, thì chúng ta sẽ có các CVR khác nhau, thì các bạn phải để ý đây là CVR từ pre sang landing. Chúng ta phải đo được xem là từ pre sang landing nó là bao nhiêu. Thì ở đây các bạn sẽ có rất nhiều các cái công cụ để có thể checking được xem là bao nhiêu người click vào cái nút hay là cái link hay là cái từ khóa hyperlink đấy, ở trên cái branding của mình. Đây, tôi sẽ mở ra một cái để đấy. Thì trên branding nó sẽ có những cái từ khóa như thế này, có chứa backlink ở dưới, hyperlink ở dưới, thì các bạn có rất nhiều công cụ để đo mà trong các hướng dẫn của Chris đã hướng dẫn rồi, ví dụ như là Google Analytics này, Facebook Pixel này, Hotjar này, có để xem được là bao nhiêu người click vào cái link này ở trên trang pre. Thì khi mà các bạn click vào cái trang này, cái link này ở trên trang pre ấy, thì các bạn sẽ biết được là bao nhiêu người sang được trang landing. Cách dễ nhất thì khi mà các bạn đã sử dụng cái landing của Affleck thì cái chỉ số đó là cái chỉ số mà nó hiện ngay ở trên đây.
Đó, nó hiện ngay trên đây. Đây là số lượng click từ pre vào landing. Khi mà các bạn sử dụng cái pre-landing, sẽ có hai trường hợp đây, tôi sẽ nói rõ hơn để cho các bạn hiểu là sẽ có hai trường hợp xảy ra ở đây. Đó. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một công thức tính và nó sẽ có hai trường hợp ở đây. Thứ nhất là trường hợp một là chúng ta sẽ sử dụng pre-landing của Affleck hay là của network đó. Cái việc sử dụng pre-landing của network đó hay là của Affleck chẳng hạn, thì cái bộ đếm ở trên trang report này nó sẽ là cái số lượng click vào trang pre luôn, số lượng click từ ad vào trang pre. Đây, nếu mà các bạn sử dụng một vài nền tảng ví dụ như là Zalo này hay Merge này, thì sử dụng được link, những cái link mà redirect, những cái link mà của hệ thống network luôn, thì số lượng người click vào ad, các bạn để link ở đây đúng không, các bạn để link ở đây thì số lượng người click vào ad vào đây đó, click tiếp vào vào đây tiếp thì nó sẽ là tổng số lượng click vào chỗ này đó, vào đây thì các bạn sẽ ấn hai lần. Thì nó họ sẽ ấn hai lần, user sẽ ấn hai lần. Tuy nhiên là trên trang của Affleck ấy, thì lại là unique click, có nghĩa là nó sẽ tính theo người dùng. Khi mà người dùng click vào ad rồi, đúng là link của trên hệ thống rồi, thì vào đây họ click tiếp vào đây thì vẫn ghi nhận là một. Đó. Trường hợp này sử dụng cái branding của Affleck thì nó sẽ đo được cái số mà hiển thị ở trên này này. Đó là tổng số người từ ad vào. Phải chưa? Từ ad vào. Tổng số người từ ad đi vào đến tiếp phần tiếp theo này. Đó. Rồi. Thì lúc này các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải cài đặt các cái hệ thống tracking, ví dụ như là GA, cài đặt tracking. Ví dụ như là GA này, Hotjar này, Pixel này, để xem là bao nhiêu người click từ trang pre sang ở landing. Đó. Thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng công thức là số click từ pre, số click trên trang pre landing chia cho tổng số click vào thì sẽ ra được CR. Đây, số click trên trang landing. Sorry cho bạn, chia cho tổng số click thì sẽ ra được CR. Đó. Rồi. Trường hợp thứ hai là các bạn sử dụng cái, các bạn clone pre-ending ra ra hosting và domain riêng của các bạn. Thì lúc đó có nghĩa là cái pre-ending của các bạn không còn thuộc hệ thống của network nữa, không còn thuộc hệ thống của Affleck nữa, thì các bạn sẽ không, cái số lượng người click vào cái ad của các bạn ấy, cái ad của các bạn đang để link là link domain với hosting riêng của các bạn đúng không, vì nó là link pre mà, và link pre thì đặt trên ad, mà cái link pre đấy của các bạn thì lại là domain và hosting riêng. Thế thì các bạn sẽ không thể đo đếm được lượng click, network sẽ không thể hiển thị được số lượng click vào trang pre. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải dùng công thức như sau. Tôi sẽ viết lại công thức là số click vẫn là số click trên trang pre-ending. Đấy. Nhưng mà số click này thì lại được hiển thị ở trên Affleck. Chính là số lượng click này trên report. Tôi cứ viết đã xong tôi sẽ giải thích cho anh em, chia cho tổng số lượng click của em. Rồi. Thì đối với các bạn mà clone hệ thống ra thì nó sẽ không, các bạn sẽ không thể, trên trang Affleck sẽ không thể đo đếm được số lượng người click vào link quảng cáo của các bạn, mà cái số lượng người click vào link quảng cáo của các bạn thì chỉ hiển thị ở trên cái nền tảng quảng cáo thôi, ví dụ như Facebook, Google, Zalo gì đó sẽ hiển thị xem bạn có bao nhiêu click vào. Còn cái branding ấy thì các bạn lại có một cái, các bạn mà để cái link từ pre sang landing ở dưới các cái keyword này hay từ khóa này hay là những cái nút này từ pre sang landing là link của Affleck hay link của network thì nó sẽ hiển thị được ở trên này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị trên này. Thì các bạn sẽ có số click hiển thị ở đây là số người click vào trên các từ khóa, các cái nút của pre.
sang landing, đó là số người từ pre sang landing nhá, số người click từ ad vào pre. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng công thức này để tính ra được chuyển đổi. Đó. Còn đối với cả những các bạn mà clone cả branding và landing ra thì các bạn buộc sẽ phải gắn các checking như bình thường để các bạn có thể sử dụng được. Cái công thức cuối cùng mà để tính toán được việc là chuyển đổi từ pre sang landing là bao nhiêu ấy, thì đấy chính là cái công thức này luôn. Số click ở trên trang branding chia cho tổng số click vào thì sẽ ra được cái tỷ lệ chuyển đổi từ pre sang landing là bao nhiêu. Sau khi mà các bạn check xong tỷ lệ chuyển đổi từ pre sang landing thì thấy ok, vậy thì vấn đề không phải nằm ở branding thì chúng ta phải check tiếp đến cái tỷ lệ chuyển đổi CTR của landing là bao nhiêu. Và đó thì tỷ lệ chuyển đổi trên trang landing thì nó sẽ là số người bằng số số data hay là lead, số data hoặc lead chia cho số user vào đến trang landing, hay là chính bằng click luôn. Đấy. Ví dụ như ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có hai data, hai data chia cho 21 thì nó sẽ ra là 9,5, hai chia cho 21 đó 9,52%. Đấy, 9,52%, đây 9,52%. Thì đó là cái CVR trên trang landing. Để các bạn có thể hiểu được là cái chỉ số này sẽ thể hiện được là cái landing của các bạn đang có chuyển đổi tốt hay không, convert khách hàng có tốt hay không. Nếu mà chưa tốt thì các bạn sẽ phải sửa lại landing, tối ưu lại landing. Rồi, thì còn một cái tỷ lệ cuối cùng khi mà làm việc với CPO, đó là gọi là tỷ lệ chốt. Tỷ lệ chốt thì bằng là số đơn thành công chia cho số data, số lead. Đó. Thì về bản chất ấy, là tỷ lệ chốt này các bạn sẽ hơi khó để có thể tối ưu trực tiếp, mà cái việc tỷ lệ chốt này nó sẽ chỉ giúp các bạn nhìn thấy được là cái vấn đề đang nằm ở đó, thì các bạn sẽ nói chuyện lại với cả AM của mình để có thể cải thiện được tỷ lệ chốt, hay ít nhất là AM sẽ đưa ra lời khuyên cho các bạn để có thể cải thiện được tỷ lệ chốt. Tất nhiên là cái tỷ lệ chốt này thì không liên quan gì đến cái CPL mà tôi nói lúc đầu, nhưng mà nó sẽ liên quan trực tiếp đến việc là doanh thu thực của các bạn. Các bạn CPL có 1.000 đi chăng nữa nhưng mà cái tỷ lệ chốt của các bạn là 1% thì các bạn sẽ vẫn thu được về rất ít tiền kiểu vậy. Có hai cái lưu ý mà các bạn sẽ à, có một cái lưu ý à, có hai cái lưu ý xin lỗi có hai cái lưu ý mà các bạn sẽ cần phải nhớ khi mà nắm trong tay bộ chỉ số này. Thứ nhất là để mà các cái chỉ số này chính xác ấy, thì các bạn sẽ phải có một cái mẫu đủ lớn thì mới chứng minh được cho nó là con số chính xác. Các bạn đã từng học xác suất thống kê rồi thì các bạn hiểu, khi mà mẫu quá nhỏ thì các con số đo đạc nó vẫn chưa được chính xác được, chưa thể chính xác được. Ví dụ như người ta đi khai báo hay thống kê về dân số, người ta không chỉ lấy được 2 3 hộ hay 100 hộ, 1.000 hộ cũng chưa chắc luôn, người ta phải lấy chục nghìn hộ, 100.000 hộ thì người ta mới có thể đưa ra được con số chính xác về việc là trai gái đang mất cân bằng đấy. Thế cho nên là anh em lấy vợ sớm đi. Đây, sau đây thì tôi sẽ lấy một ví dụ để cho anh em thấy là cái việc mà số lượng data nó quá nhỏ thì những con số trên nó sẽ không thể hiện được đúng. Thì sao đấy thì có ví dụ như là rất nhiều anh em đang kêu với tôi về việc là cái tỷ lệ chốt của em sao nó chán thế anh, sao nó thấp thế, em thế này thì làm sao mà em có lãi được. Thế lúc tôi hỏi là thế em chạy bao nhiêu data, em chạy được 5 data, em chạy được 10 data. Thì thực ra thì tôi hiểu cái tâm lý của các bạn đấy là bỏ tiền ra mua mua traffic xong rồi tỷ lệ chốt chán thì ai cũng buồn thật, đúng là ai cũng buồn thật, ai cũng cảm thấy khó chịu và ai cũng cảm thấy rất là xót tiền. Tuy nhiên là tôi muốn khuyên cho các bạn đấy là các bạn sẽ không thể can thiệp được, ngay cả bọn tôi những người mà làm trực tiếp đứng ra bảo vệ cho các bạn cũng không thể nói chuyện được với ADV khi mà số các bạn mới chỉ có 5 10 số, thì nó sẽ không thể chứng minh được rằng là cái hệ thống của họ đang rất không tốt hay không ổn vì mẫu quá nhỏ, cái tỷ lệ ENSU nó còn quá thấp. Sau đây tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Ở đây thì tôi sẽ dạo gần đây thì tôi đang mở văn phòng ở trong Sài Gòn nên là bận rất nhiều việc mà đợt này cũng chẳng chạy trò gì nữa, và từ tháng 3 tôi có chạy. Và tôi sẽ cho anh em thấy là cái sự khác biệt giữa việc là cái data, số lượng data nó nhỏ, số lượng data nó lớn thì nó sẽ khác nhau như nào.
Nhân tiện đây thì sẽ chia sẻ cho anh em một chút về việc là anh em chạy quảng cáo. Thì tôi tin là với kinh nghiệm của mình thì cái quy trình mà tôi chia sẻ sau đây nó sẽ khá là chính xác đối với đa phần các network. Thời gian đầu tiên các bạn sẽ có một cái thời gian gọi là thời gian tối ưu để tìm ra campaign win. Chính xác là thời gian tìm ra campaign win thì lúc đó là giai đoạn các bạn sẽ test thử này tối ưu content, tối ưu ad, tối ưu brief các kiểu là điều. Đó. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn scale. Giai đoạn này thì các bạn không nên để bất cứ một thứ gì mà cần phải tối ưu nữa. Giai đoạn này là giai đoạn mà các bạn tập trung vào việc là kiểm soát lỗ và lãi. Đó. Nếu mà có cơ hội tôi sẽ chia sẻ cho anh em sâu hơn về việc là scale nó như thế nào và làm sao để kiểm soát lỗ lãi. Còn trong buổi hôm nay thì tôi sẽ giải thích vì sao mà lại có hai cái quãng thời gian nó khác nhau với số lượng data như vậy của tôi. Thì đã đấy, giai đoạn đầu tiên là từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 là giai đoạn đầu tiên là tôi test thử sản phẩm và để tối ưu campaign của mình thì tôi cho các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ chốt. Nếu mà là anh em bình thường chạy thì nhìn con số này chắc hoảng luôn đúng không? Chạy 14 đơn hủy 4 triệu được cũng 300 nghìn này thì chắc là cũng đến ói ra máu thì mới có tiền để chạy mất. Tuy nhiên là như tôi đã nói là trong giai đoạn đầu là giai đoạn tôi tìm ra campaign win. Vì vậy là tôi sẽ quan trọng đến việc là chỉ số campaign của mình nó như thế nào. Thì chỉ số là cái những cái thứ này. Đó. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây CVR của tôi rất là cao khi mà 10%. Đó. CTR lúc đó là rơi khoảng tầm 22% thì phải. Thì nói chung là mọi chỉ số quảng cáo của tôi đều rất tốt. Chỉ có cái tỷ lệ chốt như này là nó đang kém. Tuy nhiên tôi hiểu cái việc là cái số lượng data còn nhỏ thì nó sẽ không thể thể hiện được chính xác được. Và bây giờ thì tôi sẽ cho anh em nhìn thấy khi mà tôi tự tin tôi đẩy số lớn lên thì nó sẽ khác bọt như thế nào. Đó. Anh em nhìn thấy chưa? Tỷ lệ nó gấp 8 lần, 87 78 56 nhầm. Thế là nó phải tầm 7 lần, 77 49. Đó, gấp gần 7 lần, gấp gần 7 lần so với cái tỷ lệ chốt mà lúc nãy chỉ chạy thử thôi. Đó. Thì khi mà cái số lượng data đủ lớn, tất nhiên là các anh em không cần phải lớn đến mức như này thì mới nhìn thấy cái tỷ lệ chốt này nhá. Chỉ cần tầm 20 30 đơn là anh em đã nhìn thấy cái tỷ lệ chốt nó khác bọt lắm rồi. Nó khác bọt lắm rồi, nó không còn phải là cứ đến 200 đơn hay 4 500 data như kiểu tôi thì nó mới khác vọt. Nhưng mà khi mà nhìn thấy tầm 30 40 data là đã khác khác lắm rồi. Ý không? Khi mà trong giai đoạn mà anh em thử tìm kiếm campaign win thì anh em chỉ cần quan trọng cái chỉ số chất lượng campaign của mình nó có tốt hay không. Tôi rất tự tin vào cái campaign của mình vì mọi chỉ số đều tốt thì tôi quyết định scale lên. Chấp nhận giai đoạn đầu lỗ nhưng khi scale lên thì một phát là từ bờ, à nhầm, phải nói là từ Hoàng Sa và Trường Sa tôi về Hà Nội luôn. Chứ không cần phải là đi đến gọi là Mũi Né với Cần Thơ đâu, không phải phải vào bờ nữa, vào tận thủ đô luôn. Đó. Đấy là cái điều mà tôi muốn lưu ý đầu tiên cho anh em để anh em hiểu được cái bản chất của nó. Thứ hai, đấy là tất cả các chỉ số này ấy, thì không thể so sánh chéo được. So sánh chéo có nghĩa là sao? Anh em không thể lấy cái chỉ số quảng cáo pre landing của offer sinh lý để so sánh với cả chỉ số của offer làm đẹp hay phong thủy được. Vì các chỉ số này nó là đại diện cho việc là phản ứng của khách hàng đối với cả những cái mà người ta nhìn thấy là ad, là pre hay là landing. Vậy thì khách hàng ở đây nó không giống nhau. Cái hành vi khách hàng nó không giống nhau vì bản chất khách hàng không giống nhau, tập đối tượng các bạn hướng đến nó không giống nhau thì không thể so sánh được các cái chỉ số này với nhau. Ví dụ như là CTR của ad sinh lý nó rơi vào khoảng tầm 15 đến 20% cơ, nhưng trong khi đó CTR của các cái quảng cáo về làm đẹp ấy, chỉ rơi vào khoảng tầm 7 đến 10% thôi. Thì các bạn không thể so sánh là cái mẫu quảng cáo này của mày chán hơn mẫu quảng cáo của tao. Đó, hai sản phẩm nó khác nhau và hai sản phẩm khác nhau thì là hai đối tượng khác nhau, không thể so sánh được. Tất cả các chỉ số đều như thế nhá các bạn, không không kể loại trừ bất cứ chỉ số nào. À, chỉ có là cái CPM thôi, à cái chi phí quảng cáo thì có thể là nó không phân biệt đối tượng vì lúc đấy là do hệ thống phân phối đánh giá, hệ thống đánh giá nhập hệ thống đánh giá hệ thống của Facebook Google gì đấy nó đấu thầu các kiểu là điều. Nói chung là một cái phương thuật toán rất là phức tạp để có thể ra được một cái giá quảng cáo các bạn. Thì còn lại các chỉ số kia là không thể so sánh chéo được. Đấy là hai cái lưu ý mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn để các bạn có thể hiểu được là cái bộ chỉ số này nó nên dùng khi nào và nó chỉ đúng khi nào. Một, nó chỉ đúng khi mà tập đối tượng đủ lớn. Hai, là nó chỉ đúng đối với cả nhóm ngành sản phẩm tương tự khi mà có cái đối tượng quảng cáo giống nhau. Đó, còn đối tượng quảng cáo khác nhau thì không thể so sánh được.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đó là toàn bộ những cái buổi chia sẻ của đài truyền hình Trung Kiên ngày hôm nay. Tất cảm ơn các bạn đã lắng nghe đài VOV của chúng tôi về chia sẻ bộ chỉ số chạy quảng cáo. Hy vọng là các bạn sẽ dùng bộ chỉ số này nhiều hơn để hỏi ít hơn và tìm được cách khắc phục tốt hơn cho đúng những cái vấn đề của mình. Cảm ơn các bạn và tôi là Trung Kiên.